Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Văn hóa văn minh đô thị. Chương trình kỳ này phản ánh một số kết quả tích cực trong công tác xây dựng đô thị văn minh của quận Sơn Trà trong thời gian qua. Ống kính phóng viên ghi nhận những đóng góp của các hội đoàn thể quận cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quận Sơn Trà đã đạt được kết quả tích cực ở một số tiêu chí về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Đặc biệt hơn, trong quá trình thực hiện mục tiêu chung của quận nhà, đã hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm vì cộng đồng trong các tầng lớp nhân dân. Sau đây là ghi nhận của chúng tôi. Một buổi ra quân ngày chủ nhật xanh sạch đẹp của bà con nhân dân ở phường Thọ Quang. Những năm qua, việc làm này đã trở thành một nếp sinh hoạt thường kỳ. Không ai bảo ai, cứ mỗi sáng cuối tuần, già trẻ nam nữ trong khu dân cư lại tay cuốc, tay chổi, tập trung lại dọn dẹp vệ sinh nơi ở và các khu đất trống trên địa bàn. Nhờ vậy mà vấn đề ô nhiễm môi trường, một điều đáng lo ngại của những năm trước, nay đã gần như được xử lý triệt để. Ngày càng nhiều khu dân cư xanh sạch đẹp, tổ dân phố không rác được hình thành, đem lại diện mạo khang trang cho phường Thọ Quang nói riêng và quận Sơn Trà nói chung. Chi bộ đề ra hàng tháng chỉ đạo cho các tổ dân phố và các cái đoàn thể là phải chủ nhật hàng tuần ra quân ngày chủ nhật xanh sạch đẹp, chủ trì là chi bộ và mặt trận cùng với các đoàn thể tổ dân phố và nhân dân ra đường là quét dọn vệ sinh môi trường, rác là phải để đúng vị trí có nắp đậy, không được để lung tung, không được vứt rác bừa bãi. Ở đây nó có cái hay là có cái hệ thống camera an ninh. Trên là cấp ủy chúng tôi thường xuyên giám sát được xem là khu vực nào, tổ dân phố nào, tuyến đường nào thực hiện tốt. Vệ sinh môi trường được duy trì, an ninh trật tự được đảm bảo. Quá trình thực hiện nếp sống văn minh ở khu dân cư thường xuyên được kiểm tra giám sát thông qua ban công tác mặt trận khu phố, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố nên đảm bảo tính nghiêm túc và có hiệu quả bền vững. Điều đáng quý hiện nay trong công tác xây dựng khu dân cư văn hóa văn minh đó là sự đồng lòng, nhất trí cao độ của các cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ quận đến phường đã xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể bám sát thực tế tại địa phương để phát động các phong trào thiết thực trong cộng đồng, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Đối với phường Thọ Quang thì thực hiện cái chương trình đề án nâng cao chất lượng văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn phường. Đối với phường Thọ Quang thì hiện nay là đang triển khai đồng bộ. Ngay từ đầu năm thì phường cũng đã triển khai xây dựng kế hoạch, ký cam kết đến từng tổ dân phố, khu vực dân cư, sự đóng góp của các hội đoàn thể, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội nông dân để thực hiện cái công tác văn hóa văn minh đô thị. Năm 2020 thì đối với phường cũng đã có một số mô hình thực hiện đạt hiệu quả cao như mô hình là tổ dân phố không rác, tuyến đường văn hóa văn minh đô thị, có 3 trên 3 tuyến đường là đạt tuyến đường văn hóa văn minh đô thị. Các phường trên địa bàn tiếp tục tổ chức triển khai xây dựng tuyến đường văn minh đô thị, các quận thực hiện thường xuyên công tác bảo trì và duy tu sửa chữa đường, đèn chiếu sáng công cộng, bổ sung biển báo để nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông, trồng cây xanh, bó vỉa hè quy củ, đảm bảo đường thông hè thoáng, xanh sạch đẹp. Quận duy trì thường xuyên công tác chỉ đạo thực hiện các nội dung về xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh như xây dựng quan hệ giao tiếp, ứng xử văn minh nơi công cộng và trong cộng đồng dân cư để Đà Nẵng là một trong những thành phố hài hòa, thân thiện, an bình và có đời sống văn hóa cao, thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông, trật tự đô thị để góp phần xây dựng Đà Nẵng thành một thành phố giàu tính nhân văn, hấp dẫn và đáng sống. Nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp để xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố có môi trường đô thị văn minh, có thiên nhiên trong lành. Quận Sơn Trà là địa bàn trọng điểm về dịch vụ du lịch nên tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh khá phổ biến. Mặc dù hiện nay trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng quán chỉ được bán mang về, không phục vụ tại chỗ, nhưng các vi phạm về trật tự mỹ quan đô thị vẫn còn tồn tại không ít. Vì vậy, đội kiểm tra quy tắc đô thị từ quận đến phường vẫn duy trì đều đặn công tác tuần tra xử lý, kết hợp tuyên truyền chống dịch trên khắp các tuyến đường. Có thể nói, để đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng đô thị văn hóa văn minh trên địa bàn quận Sơn Trà thời gian qua là nhờ vào sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo các cấp, các ngành từ quận đến phường, trong đó vai trò của người đứng đầu của các phường đã được thể hiện rất rõ. Có sự tích cực, quyết liệt trên từng lĩnh vực.
đặc biệt là ý thức tự giác, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc chung tay xây dựng đô thị văn minh ngày càng nâng cao. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn quận Sơn Trà trong thời gian đến. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lực lượng tuyến đầu đang phải căng mình làm nhiệm vụ không quản ngày đêm. Hiểu và chia sẻ với những nỗ lực đó, cùng với chính quyền và người dân thành phố, các hội đoàn thể trên địa bàn quận Sơn Trà đã cùng chung tay hỗ trợ, chia sẻ với khó khăn vất vả của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại địa phương. Công cuộc phòng chống dịch trên địa bàn thành phố nói chung và quận Sơn Trà nói riêng vẫn còn dài lâu, còn nhiều khó khăn nên luôn cần sự chung sức đồng lòng cao độ của cả chính quyền và người dân, đặc biệt sự hưởng ứng tích cực của các hội đoàn thể mà tiêu biểu có đoàn thanh niên và hội phụ nữ các cấp. Hai lực lượng thường xuyên xuất hiện trên mọi nẻo đường với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch tại địa phương. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ 7 phường của quận Sơn Trà đã phát hơn 9.000 tờ rơi, 3.500 chiếc khẩu trang y tế, khẩu trang vải, 800 bộ chống giọt bắn, tổ chức hàng loạt được tuyên truyền lưu động về phòng chống dịch trong cộng đồng. Hiện nay, chợ là một trong những nơi dịch bệnh dễ lây lan phức tạp nhất. Cùng với chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường đã phân công cán bộ hội viên tham gia trực chốt tại cổng ra vào của chợ để giám sát việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khử khuẩn và hướng dẫn người dân sử dụng phiếu vào chợ. Bên cạnh đó, các phường hội còn phối hợp với ban quản lý các chợ tổ chức cho hội viên phụ nữ tiểu thương ký cam kết phòng chống dịch COVID-19 trong kinh doanh buôn bán, nhắc nhở trẻ em tự giác thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm trong cộng đồng như đeo khẩu trang khi tiếp xúc, giao tiếp với khách hàng, giữ khoảng cách, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh các quầy hàng. Các hộ kinh doanh chỉ được bán mang về, không phục vụ khách tại chỗ để tự bảo vệ bản thân và cộng đồng. Còn về các công tác phòng chống dịch đó, mặc dù hắn cũng trong cái đợt cao điểm vừa rồi đi chợ An Hải Bắc cũng có ca F0, nhưng mấy chị hội phụ nữ phường cũng đã vì cái phong trào chung đó là đẩy dịch, cùng chung tay đẩy dịch, thì các chị cũng đã xung phong trực chốt tại chợ. Và các cái thời điểm mà cao điểm nhất của phường An Hải Bắc là cái khu công nghiệp An Đồn, thì nửa đêm đó là cũng được điều động của đảng ủy, ủy ban là cử phụ nữ đi xuống vận động các hộ gia đình lân cận để vận động hộ dân ra xét nghiệm trong đêm. Qua các đợt dịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường trên địa bàn tích cực tổ chức vận động nguồn lực, trao tặng nhu yếu phẩm, nấu các suất ăn, phục vụ các chốt trực với tổng kinh phí hàng chục triệu đồng, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho các hộ bị phong tỏa và hộ gia đình khó khăn trong mùa dịch với kinh phí ban đầu gần 100 triệu đồng. Đặc biệt, mô hình không đồng được duy trì mỗi tháng hoặc mỗi quý một lần tại một số phường như là Thiên Đông, An Hải Bắc, cung cấp thực phẩm, quần áo, nhu yếu phẩm cho các trường hợp khó khăn là hoạt động vô cùng ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của hội viên phụ nữ trong cộng đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 của tuổi trẻ Đà Nẵng trong thời gian qua, đoàn viên thanh niên quận Sơn Trà cũng đã hăng hái tham gia phòng chống dịch tại địa phương. Những ngày này, người dân khi đi chợ đã quá quen thuộc với hình ảnh các bạn đoàn viên thanh niên thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát dịch tại các cổng ra vào. Mỗi ngày 2 ca trực, sáng và chiều, tuổi trẻ quận nhà đã góp phần chia sẻ với những khó khăn của các lực lượng tuyến đầu. Thì hiện nay đối với tổ chức đoàn thì chúng tôi thực hiện cùng lúc là 3 giải pháp. Giải pháp thứ nhất là thành lập một chốt để nhằm tuyên truyền cho bà con nhân dân tại chợ chiều, là trước khi vào chợ thì cần phải sát khuẩn và đeo khẩu trang. Tổ thứ hai thì đối với đồng phường cũng đã thành lập một tổ là tuyên truyền viên. Tuyên truyền viên ở đây gồm có 3 bạn sẽ dùng loa để đi vào tận các ngõ hẻm và các kiệt. Phương pháp thứ ba là đối với đồng phường cũng đã vận động và huy động nguồn lực từ chính các bạn đoàn viên thanh niên trong phường cũng như các đơn vị liên kết kết nghĩa cùng chung tay hỗ trợ về vật chất và tinh thần để hỗ trợ đối với các hộ gia đình hiện nay khó khăn. Những hành động nhỏ này đã mang đến nguồn năng lượng tích cực cho những người dân gặp khó khăn trong dịch bệnh, giúp họ an tâm thực hiện tốt các quy định phòng dịch, không ồn ào, không ra quân rầm rộ,
Mỗi ngày qua, bằng cách này hay cách khác, lực lượng phụ nữ, đoàn viên thanh niên các phường đã góp phần không nhỏ vào công cuộc phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chương mục Văn hóa văn minh đô thị kỳ này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.